Chào anh em nhé, hôm nay lại lôi cái kho dớn ra để trồng lan cỏ đấy anh em. Anh em có nhu cầu về dớn thì nhắn mình nhé. Đây, dớn toàn những cái loại dớn xịn to bự luôn. Đang đập này, đập cho bao tải. Cái loại này á, trồng kiều với đùi gà thì khỏi thì nghĩ luôn. Dớn vụn mọi người nhé. Trước em lấy cái kho dớn này mất phải đến mấy ngày liền, vận chuyển rất là xa. Đây, có những cái củ to bự như này, củ này chắc phải 40 phân đường kính gốc. Cây dương xỉ cổ đại như này bây giờ lấy đâu ra không anh em. Cái mục dớn này thì lại trộn phân bò phân trâu để trồng lan hài mọi người nhé. Trồng rất là tốt luôn. Anh em nào mà có nhu cầu về dớn cục, dớn cây thì nhắn cho em nhé. Đảm bảo về số lượng luôn.